giao lưu với mọi người một cái cây mai bonsai ghép cúc này, ghép giống cúc hoa rất đẹp, lá nó dài ngang chiều dài của bàn tay luôn ha, lá rất dài, lá như lá xoài luôn. Giống này giống cúc rất là VIP nha mọi người. Đó, anh em nào may mắn giao lưu sở hữu được cái giống này về mình chơi, các nút nụ nó đã đóng trên các chi cành rồi, cái này mình bấm gôn con lại các tay tán rồi. Mini thì mình bonsai mình gom vô mình chơi lâu dài. Đó, điểm một vài bông hoa là đẹp rồi ha mọi người, chứ không phải như cái cây mai thường thì cần cái nhiều nụ nhiều búp, nhiều nụ nhiều búp đó mà theo cái độ phủ sóng của các tây tán nó theo tỷ lệ ha. Còn bonsai thì mình chơi dáng chơi phần gốc đế, điểm vài bông hoa là chính rồi. Đây là cái chậu nó này, chậu này 35 nha. Nhìn tông thơ từ chậu lên nè, cây nó nằm lách qua bên này. Đây là cái phần thoát thân, vớt ghép nó này, vớt ghép nó bây giờ nó đùng thành một cái vòng tròn luôn ha, đùng thành vòng tròn luôn, nó xì ra, nó làm một cái vòng tròn này giống như nguyên bi luôn ha, tròn quá quá. Có những vết ghép nó ngộ. Đây là cái phần chân đế rễ này, cái này có một bộ chân đế rễ rất là nghệ thuật nha mọi người. Đó, chân đế rễ rất là nghệ thuật, rễ nó trái cực kỳ đẹp luôn. Phần thoát thân đi lên này, đấy, đôi rợ nó trai rất đẹp. Cây rất là già coi nha, một cái rợ nó như ngón tay cái mình rồi ha, rợ nhỏ á, mấy rợ lớn thôi, to. Quần thân thì nó rơi vào tầm 15-16 gì đây, mình không ướm chân ha, mình ướm chân thôi. Rồi cái vớt ghép nó nè, tự nhiên nó đùng ra, nó liền mạch, nó đùng ra rất là đẹp, tròn tròn ha, nó xì rất là mạnh nha, nó liền lại với cái thân chủ này. Đây cái bờ ghép này, đấy, hôm xưa ghép chỗ đây này, ghép chỗ đấy nó xì ra, nó gần kéo lại hết cái vớt ghép rồi, kéo được là nè 60-70% rồi. Sau này chỗ này nó dít lại nữa, nhìn này, coi nó như cái rinh luôn nè. Giống này giống siêu đẹp luôn. Còn dàn chân đỡ rỡ nó đi quái á, để lết lượng liên tục, rất là quái coi, quái gốc ha. Rồi cái này anh em thích thì mình nhượng lại giá 3 triệu mình bao ship ha, giá cực kỳ rẻ luôn cho anh em ha. Đó, 3 triệu bao ship nguyên chậu nguyên cây. Và nó có những cái mục cốc rồi nè, nó cực kỳ rẻ cho mọi người. Đó, một cây rất là nghệ thuật nha, ghép cúc rất là VIP nữa. Còn cái này, cây này cũng ghép giống cúc đó luôn. Lẽ công nhận cái giống này là hoa thôi, to thôi rồi luôn không, lẽ nó dài cực kỳ, trải dài ngang một cái chiều dọc của bàn tay luôn, như lá xoài luôn. Đây là các vết ghép nó này, để mình xây vào bên này tí cho mọi người xem không. Đó, dàn chùm rỡ nó này, kinh khủng không, để nôm nôm nó đều hết vậy rồi, nó nôm rất là đều, nó có độ nghệ thuật của nó,
Do nó màu vàng luôn. Đó. Nó vàng. Cây này là dòng Yami nha mọi người. Dòng Yami. Cái con ghép nó liền lại rồi. Hai cây này là một giống, cùng một giống. Đỡ nghiêng cặp. Dở nhớ. Đó. Không, cây nhìn lên rất đẹp à. Đó. Cây rất nghệ thuật. Dùng đó này nữa hay. Rất là tuyệt vời. Cây nào cây nói mình sở hữu những cây đó rất là quái nha. Mình giao lưu vườn á, mình không có giao lưu tới lui á, cho nên là giá nó rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Đó, đỡ nó cao luôn. Không, bên này không. Đỡ khung á. Rồi, cây này thì giá trị nó cao hơn tí là 3 triệu rưỡi mình bao ship ha. Nguyên cái cây cây chậu. Đó. Mình bán bonsai là bán rất rẻ rồi. Coi chất lượng này. Hoa đẹp. Những hoa này là chưa có trên thị trường đâu. Nói chung là những cái hoa nó mới, dòng mới mình thử nghiệm. Được có vài cây à. Bán được mấy cây trước rồi. Còn hai cây đỡ đẹp này mình chưa bán. Nói chung là hôm nay thì mình giao lưu kẹp luôn. Nếu mọi người mua nguyên kẹp thì 6 triệu mình bao ship 2 chậu. Đó. 6 triệu bao ship. Còn giao lưu lý thì coi số 2 này là 3 triệu rưỡi bao ship. Còn số 1 là 3 triệu mình bao ship luôn. Đó không? Mình bao giá rất rõ ràng rồi. Đó, coi nào coi nói cũng vậy ha. Mọi người mua nguyên cặp thì mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Đó. Đâu ship. Gửi đi. Muốn nhanh thì gửi xe tải. Còn muốn chậm rãi thì gửi bưu cục, bưu điện ha. Chung ở xe thì gần quốc lộ thì mình gửi xe tải là nó nhanh hơn. Chịu khó ra quốc lộ lấy thì mình sẽ bao ship nguyên chậu này cho mọi người nuôi nó an toàn hơn. Cái tầm này mà tháo bầu nữa thì cây nó sẽ mất sức, tết là không có bông mình chơi nữa ha. Cái nào nằm có vé của nó. Chịu khó ra quốc lộ mình chơi, giờ chơi máy này chơi xe máy ok. Tính ra mua một cặp nè mai đang cấp như thế này mà giá cực kỳ rẻ, cực kỳ hữu nghị cho mọi người. Mọi người mua mai bonsai là đa số là người ta bán rất là cao, mình bán giá là mềm cực kỳ rồi. Gốc đớ quái kinh khủng này, đớ nó nhìn ngoài rất đẹp. Đó. Nói chung thì coi có vườn nhà thì mình chia sẻ, nếu không có điều kiện giao lưu thì nói chung mình cũng chia sẻ cho mọi người xem những cái cây mà có bộ gốc đỡ đẹp ha. Mua bán hay cái vấn đề sang sỉ hình ảnh giao lưu là nó cũng vui rồi. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video ha. Mình quay tương đối dài rồi đó.